Rồi khi mình cắt mình gom vô từng sọt thì là cái vỏ đò nó chạy lại nó điếm nha các bạn. Rồi. Một cái trang trại vịt của anh Tư nha các bạn.
nãy mình quay cái lụm trứng cho các bạn xem đó. Đoạn này ra đây thì vịt nó đang ở dưới kênh nha các bạn. Chỗ anh Tư này thì kinh doanh vịt đẻ, rồi anh cũng có xe tải để mua bán trao đổi với các cái chủ vịt nữa nha các bạn. Cái trang trại của anh các bạn xem cái clip của mình thật là vui vẻ nha các bạn.